Xin chào các bác và anh em. Em vừa về được một cái cặp loa của hãng Sony. Cặp này thì cực kỳ hiếm. Trong cái sự nghiệp bán hàng của em cũng được năm nay là năm thứ tư rồi. Và cặp này với là cặp thứ ba em về được luôn. Thì nó rất là hiếm. Cặp loa này thì là cặp loa tách một cái dàn Nhật bãi. Đấy, và điều đặc biệt của cặp loa này là nó được đóng gói sản xuất tại Việt Nam mình. Đó, đặt nhà máy Nhật Bản, họ đặt nhà máy tại Việt Nam. Đấy, cặp này rất là hiếm luôn anh em nhá. Thiết kế khá là đẹp luôn. Tuy nhiên rất là tiếc thì cặp loa này cái thùng cái đề can nó có nhiều một số cái vị trí nhìn nó hơi bị xước một tí. Cái này các bác nào mình không quá khó tính mình mua về chơi thì ok. Còn bác nào mà cầu kỳ về mình có thể dán lại cái đề can khác nhá để cho nó đẹp hơn. Tí nữa thì lát nữa thì em sẽ quay chi tiết cái hình thức của nó cho các bác xem. Đấy, đầu tiên thì em sẽ test chiếc đâm đã cho các bác và anh em mình cùng trải nghiệm về sơ bộ về cái chiếc đâm của cái cặp loa này. Cái loa này thì anh em thích nghe remix thì mua về quá là thích hợp luôn. Tiếng rất hay, tiếng bass cực kỳ ấm luôn. Rồi em sẽ mở lớn âm thanh để anh em cùng nghe nhé. Sẽ đòi kích thước trước cho các bác mình cùng biết cái kích thước của nó luôn nhé. Chiều cao của thùng loa của con này là 24. Chiều sâu lắp phải căng là 25. Chiều rộng của thùng loa là 15. Cái kích thước loa bát thì đây em sẽ đo hết vành nhé. Hết vành chiều ngang của nó là 13. Hết vành chiều đường chéo của nó là 15. Như em nói ban đầu thì con này là hàng Nhật Bản. Tuy nhiên thì nó được đóng gói sản xuất tại Việt Nam mình, tại nhà máy sản xuất Sony của Việt Nam các bác nhé. Đấy. Tiếng của này thiên nhiều về chiếc đâm bass đánh uy lực và rất là hay trong tầm giá. Những loa mini mà tiếng bass được như này cũng rất là hiếm. Và đặc biệt cái thiết kế nó khá là đẹp mắt, chép màu xanh. Đấy. Cái điều rất là tiếc như em nói từ lúc đầu đó là cái đề can của nó có một số vị trí nó có bị chày, đây kiểu này, nó bị chày, rất là tiếc là như vậy. Cái này thì bác nào về khéo tay các bác mua đề can và các bác dán lại thì quá là ok luôn. Còn thực ra mà nói thì ở này chơi cũng có cái điểm hay của nó. Nó là hàn bãi mà. Thì nó có những cái vết theo thời gian thì cũng là bình thường thôi. Đây các bác nhé. Phía sau của loa đây. Đây cho các bác xem luôn cái ấy của nó. Cái tên của nó là CSE3 các bác nhé. Loa này không ghi công suất. Trở kháng 6 ohm. Made in Việt Nam các bác nhé. Đấy. Đít series là 595, 596 series đuổi cùng một cặp các bác nhé. Đấy, cái căng nó đây.
căng lưới tổ ong nhìn khá là đẹp mắt. Con này lắp căng lên nhìn cũng rất là hay. Để em lắp lại cho các bác xem nhé. Con này các bác nào thích tiếng bát thì có mua rất là thích hợp luôn, tiếng bát rất hay luôn, bát rất là sâu. Thì mỗi lần về được cái cặp như này em rất là mừng, chất âm rất là hay luôn. Đấy, anh em nhìn nó lắp cái căng và nhìn cũng khá là có cái nét đẹp riêng cái căng lưới. Đó. Rồi cặp này thì nó không được hoàn hảo thì thôi em để với giá là 880.000 cho các bác nhé. Đấy, 880.000. Anh em chuyển đủ em miễn phí ship. Anh em chuyển cọc thì cọc trước cho em là 200. Chuyển cọc thì em không miễn phí ship. Các bác đặt loa thì nhắn tin về số Zalo của Trung Kiện Audio là số 0975 575262. Rồi, cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video của Trung Kiện Audio.